Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay vẫn là test máy Daiwa Made in Vietnam. Hôm qua là ngày test đầu tiên và kết quả là 6 con liền tai với mùi nhái. Sáng nay dậy sớm đi mua liền một con mới để chuẩn bị cho lần test thứ hai ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ sáng. Để coi mùi nhái có hiệu quả vào sáng sớm không nhá. Fresh on. Good one. This is a good one. Ooh. Con đầu tiên. Con cá đầu tiên. Fish on. Con này nhỏ quá, ăn không biết gì. Bình tĩnh này, từ từ. Con này hơi nhỏ. Hai con. Con vừa rồi nhỏ, nó ăn mình đâu biết đâu. Xong rồi mình nhìn cái sợi dài ấy, nó di chuyển ấy, mình mới biết là cá nó ăn rồi. Chứ nó ăn nhẹ quá.
chẳng kéo kèo gì hết, mình chẳng biết. Giống con hôm qua mình có. Giống con hôm bữa mình câu á, nó ăn kiểu nhẹo quá, mình đâu có biết đâu mà mình kéo nó như kiểu là nó ăn nó nuốt vào luôn rồi, mình không có gỡ ra được. Bây giờ mình gỡ ra cũng chết con cá, mà mình không gỡ ấy, mình thả xuống lại ấy, thì hên xui có con nó khỏe thì nó sống được, còn có con thì nó chết. What's up? What's up? Ghê gớm đấy. Con thứ ba. Fish on. Ooh. Nice chum. Fish on. Wow.
con này bự á. Con này nhìn ok ấy.